Trời đồ phi. Gì đây anh em ơi? Trời ơi, đồ phi to. Dính anh em ơi. Gì đây? Dính anh em ơi. Trời ơi, đồ phi. Má ơi, to. Dính anh em ơi. Gì đây? Gì đây? Gì đây? Mày, rô phi bự nữa. Rồi, chào anh em luôn. Cũng như mọi khi ra ghe tiếp nha anh em nha. Vẫn mang màu cũ nè. Ok không? Thì mấy video trước đánh rô phi hôm nay cũng làm thêm vài cái video quýnh rô phi tiếp nha anh em nha. Bằng cái tinh mùi này. Tinh mùi đồ của anh ha, 80 ngàn lọ. Anh em nào mua đơn hàng trên 250 miễn phí ship cho anh em. 64 tinh thành toàn quốc. Thôi câu anh em ơi. Tỷ lệ nước là 1:1 anh em ha. Anh em cho nước vào cái tô nè, một phần nước. Cho thêm mỗi thứ nửa nắp cái tinh mùi đó. Cho thêm một nắp cám. Đầu ok, anh em trộn đều lên là câu thôi nha anh em à. Còn màu xả thì cho ít nước lại xíu. Đầu chiến đó nha nha. Đây là bịch màu mình câu dư hôm qua đây nè. Giờ lấy ra câu tiếp ha. Màu này để lâu lắm, 6 tháng. Tha hồ cho anh em câu. Thơm ghê. Ngửi là ghiền anh em à. Bỉ sao cá không ăn. Thôi giờ xả cám mình xả ổ câu nha anh em à. Giờ cũng 8 giờ là. Trời ơi, đồ phi. Ô phi anh em ơi. Trời ơi, rô phi nhỏ nha anh em nha. Con này nhỏ. Ở đập mù đây là rô phi đó nhỏ anh em. Gì đây anh em ơi? Trời ơi, đồ phiên to. Em đánh chục có 1.2 à. Thẻo có không... Rồi. Thẻo có 0.6 à. Đồ nhỏ xíu à. Dính anh em ơi. Gì đây? Trời. Toàn rồi. Toàn rồi anh em ơi. Mình đánh chục có 1.2 anh em. Thẻo 0.6 thôi. Chín con gì rồi. Đó đó đó, đó. Đồ nhỏ xíu anh em ơi. Thẻo 0.6 chục 1.2 anh em nha. Xa. Gì đây. Trước mặt là gốc cây đó anh em ơi. Châu Vi sao á. Trời ơi, cái mè ông nội. Mè nhỏ. Mè nhỏ chứ mè lớn là toan rồi. Trời. Mè mà. Mèn. Chạy ghê thiệt chứ. Lên. Mè. Hên mè nhỏ anh em ơi. Mè lớn là đi rồi. Một con. Đây anh em. Hên dính mè nhỏ anh em ơi. Mày lớn là đi toan. Dính anh em ơi. Trời ơi, đồ phi. Má ơi, to. Quay. Xuống con nắc một anh em ơi. Đồ phi to nó ăn cũng hơi khôn anh em à. Đánh thẻo có 0.6 đó mà nó còn ăn nhát nữa. Đây. Đã mà anh em. Anh em thấy đã không? Đồ phi mập ui à. Phê.
dính anh em ơi. Gì đây? Gì đây? Gì đây? Mày, rô phi bự nữa. Khủng không anh em ơi. Rô phi xinh không à. Đây anh em à, con nữa nè. Cũng to to anh em ơi. Bự bự không á. Dính anh em ơi, con gì nữa đây? Rầu rô phi quắn ổ rồi anh em ơi. Rô phi quắn ổ rồi. Đây nè anh em ơi, con nữa ha. Súng là quất anh em à. Quắn ổ rồi anh em ơi. Súng là có tín hiệu à. Dính anh em ơi, nữa rồi. Trời ơi, rô biệp to. Trời ơi, rô biệp đi về chiên xù gì thôi chứ còn gì bằng anh em. Sáng giờ được mấy con rồi đó. Nhưng mà con này to nhất nè. À, đã không? Nó vàng ươm à. Dính anh em ơi, nhìn ở đây. Trời ơi, rô phi nữa. Vô rồi. Đây gọi là siêu quán ổ rồi anh em ơi. Mày ngay mồm. Rô phi đẹp bao anh em ha. Size to to mới chứ ha. Nè, cái con này tầm cỡ lạng mấy hai lạng á. Con to thì ba bốn lạng con. Dính anh em ơi, to rồi anh em ơi. Trời ơi, rô phi à, sao bị sốc hoài ta. Rô phi bự nè anh em. Trời ơi, chạy xé cước luôn. Ăn thuộc đẹp mà. Trời ơi, rô phi má ơi, to. Đây anh em ơi, rô phi nè, đã không? Quá trời to rồi. Dính anh em ơi. Trời ơi, rô biệp nữa anh em ơi. Này về chiên xù nha anh em. Ngon lắm á. Rô biệp anh em ơi. Dính anh em ơi, mày gì đây, to rồi anh em ơi, rầu rô phi luôn. Mày ăn bằng bụng. Đây con nữa anh em nghe. Đã không, mày vô động nè. Trời ơi, có rô phi nè anh em, đang ăn cơm. Đó. Đang ăn cơm chơi luôn anh em. Trời ơi, bắt mập. Anh em nhìn rô phi nè. Mập ghê không? Dính anh em à.
Trời rô phi nè. Đang cơm mới ăn hoài luôn mà toàn to to mà nè. Cơm mà chơi hoài luôn nè. Trời dính ngay mồm. Rô phi đẹp. Đây nữa là anh em. Ăn cơm nữa chơi luôn anh em. Dính anh em ơi. Trời ơi cái chôi. Chôi chôi chôi. Sáng giờ toàn cá rô phi anh em ơi. Giờ mới có cái chôi hay. Đồ ghê thiệt. Đồ nhảy được á, nhảy vô cái vỏ luôn. Nhảy vô cái vỏ luôn anh em ơi. Đây. Nhảy vô cái vỏ anh em. Mày nhảy vô vỏ nè. Giờ thì nhảy vô rộng. Cho nó cặp màu xả anh em ha. Cho nó gọi là siêu quấn ổ. Tiếp tục. Dính anh em ơi. Trời cái trâu nữa. Hết rô phi giờ trâu anh em nha. Trời. Hết rô phi giờ anh trâu. Cái giống vậy nè anh em, nó kiểu như nó vô ổ nó hay sao anh em à. Mấy video trước anh em không thấy không? Mình giật cái giống này nè. Quá trời, hôm nay cũng vậy. Dính anh em à. Trời cái trâu nữa nè. Mày. Đây anh em ơi. Đây anh em ơi, cá trâu ha, sống sống lên. Cá trâu nó thích ăn lắm. Dính anh em ơi. Rau. Rô phi to anh em ơi. Chạy đây nè. Đó. Mày. Phi mập anh em ơi. Đây anh em ha. Con rô phi to ha. Bự đùng. Cho nó cặp màu xả này mà. Dính anh em mà. Trời ơi rô phi. Mày. Phi mập anh em ơi. Toàn khủng không à. Trời ơi nó to. Như con này là to nhất rồi anh em ơi. Đây anh em ơi. Đã không? Thôi, bàn tay xè luôn nè. Thiệt tình, ghê thiệt. Ăn gọi là quấn ổ luôn, xuống là tín hiệu, xuống là tín hiệu. Giờ giảm nè. Dính anh em ơi. Con gì đây? Trời ơi, rô phi mập. Trời ơi. Rô phi biết nói không anh em ơi. To mà. Em coi rô phi nữa này. To không? Đấy. Trời rô phi anh em ơi. Chạy rít cước luôn anh em ơi. Đây con nữa anh em ha. Trời
Trời ơi, đô phi. Phi mập anh em ơi. Đây, con nữa anh em ha. Chiều rồi nó cũng chơi nữa nha. Chín anh em à. To rồi, cho hồn đô phi nè. Khủng anh em ơi. Dính nè. Mày đô phi bự nữa anh em ơi. Á à, mày dính bự chứ. Chiều nó vẫn ăn luôn anh em ơi, nó ăn từ sáng tới chiều luôn nha. Cứ câu là nó ăn à. Con mày dính to anh em thấy không? Bự đùng luôn. Trời ơi, đô phi nữa nè anh em thấy không? Chiều rồi nó cũng ăn anh em ơi. Đô phi nữa nè anh em ơi. Bờ luôn anh em ơi. Nhiều rồi nè, nhiều hết trơn rồi, người ta không vô hết rồi, giờ mình vô luôn anh em ha. Để cho anh em coi cá cái rồi chiều ghe vô anh em ơi, tranh thủ chiều vô. Đây cho anh em coi cá nè. Ni thì cũng tùm lum tùm lưa. Coi cá nè. Cũng tùm lum hết rồi anh em à. Phi nhiều lắm anh em ơi, đô phi cái nhồi nhiều đủ củ luôn. Quá trời cá anh em ơi. Giờ không lên đây đi nè. Nhà nào bây giờ sao lên ta. Trời ơi. Giờ không lên nổi anh em ơi. Ây da, chết mẹ nè. Con anh em ơi, con này. Con rồi. Ôi mẹ đâu. Rách luôn rồi anh em ơi. Phi cái trôi mà đó, quay xa ra cho anh em nhìn chứ, anh em thấy lũ khủ con rô phi nè, trôi nè, tập lum hết anh em ơi, quá trời luôn, giật giật sải tay anh em ơi, quẹo tay luôn á. Thì cho anh em coi cá rồi. Bữa nay con nhận quýnh sướng anh em à, cái tinh mùi này quýnh rất là ok anh em ha, cảm thấy là ok đó mình mới giới thiệu cho anh em á. Phi cũng phải hơn mấy ký à. Thì anh em có thấy hay cho mình một like đăng ký kênh ha, mình ráng mình làm và cái video quýnh cá rô phi cho gửi cho anh em coi, rồi mình sẽ quay lại quýnh cá mè bầu lực anh em ha, mình sẽ chơi đồ chục lẻ thẻo to để solo quýnh luôn nha anh em nha, không khả năng nữa. Thì anh em nhớ đăng ký kênh để theo dõi những cái video mới nhất của mình ha, mình sẽ cố gắng là video hấp dẫn gửi cho anh em coi ha. Bye.